Bên cạnh đẩy mạnh phát triển thể thao quần chúng, những năm qua tỉnh Kon Tum chú trọng đến thể thao thành tích cao chuyên nghiệp. Để phát triển các môn thể thao chuyên nghiệp, tỉnh Kon Tum đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng từ thành thị đến nông thôn. Từ đó tạo nền móng giúp thể thao thành tích cao phát hiện, bồi dưỡng vận động viên giỏi, năng khiếu. Ngoài ra tập trung vào các yếu tố như tuyển chọn, đào tạo vận động viên, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, cải thiện, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. Các môn thể thao của tỉnh thường xuyên đạt thành tích cao như điền kinh, karate, taekwondo và võ thuật cổ truyền. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh tuyển chọn 24 vận động viên ở các môn thế mạnh để hình thành tuyến đội tuyển tỉnh. Đồng thời có hơn 100 vận động viên năng khiếu được huấn luyện tại các cơ sở phòng tập thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Hiện đã bàn giao đội tuyển bóng đá tỉnh cho doanh nghiệp đầu tư phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Riêng 9 tháng năm 2023, tỉnh Kon Tum đạt trên 100 bộ huy chương các loại đối với môn điền kinh, karate, võ thuật cổ truyền, đẩy gậy ở các giải thể thao cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên và cấp quốc gia.